Hello mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Thì trong video này Thư sẽ nói về các giai đoạn bong da trong quá trình sử dụng thuốc bắp cải tạo. Hy vọng là mọi người sẽ subscribe kênh YouTube của Thư để đón xem những video mới nhất nhé. Đây nè mọi người, khi tái tạo mình sẽ có một số cái biểu hiện á mà hả, nó gọi là nó hơi kỳ, nhưng mà đó là biểu hiện bình thường thôi. Ví dụ như là có một số ngày da mình bỗng dưng nó khô mà nó khô kiểu không bong được á, nó khô mà dạng nó sần cứng lên một lớp ở trên bề mặt da nè. Thay vì ví dụ như da cổ nó đang mịn màng đúng không, mềm mềm đúng không, ở đây tự nhiên nó cứng, nó dày lên lớp, xong bắt đầu nó sần sần ở trên, cạo nghe tiếng luôn nè, nó cạo nghe tiếng luôn đó, kiểu như nó sần sần mà sờ nhám tay luôn, mà nó nhám phải nhám đều, nó có thể nhám chỗ này đang đều gì nè, cái tự nhiên nó gồ lên cái nó nhám, cái nó gồ lên cái vậy đó. Và cảm giác dưới da nó hơi chăm chích, hơi nóng và nó hơi căng, kiểu giống như nó bám một cái lớp gì đó, thì đó là những biểu hiện bình thường thôi. Và cái biểu hiện này thì nó không phải là xuất hiện liên tục nha, chỉ xuất hiện thứ nhất là đối với những da mà bị sưng, bị đỏ nhiều thì nó sẽ bị ở khúc thời gian đầu, bị chừng khoảng 3-4 ngày là nó hết. Còn có những da mà nó bong nhiều quá thì ở giai đoạn mà bong nhiều lần quá rồi, da non nó lên á, thì cái khúc sau á mình mới bắt đầu bị này. Còn hồi đầu mình bong nó bong nhẹ nhàng nè, còn cái khúc mà da non nó nhiều rồi á, gần xong liệu trình rồi, nó sẽ thường hay có cái biểu hiện này. Thông cảm nha, tại vì mặt đang tái tạo da nó xấu cho nên là không có dám quay nguyên mặt, quay khúc khúc gì thôi. Như vậy là khi da bạn có những biểu hiện như khô, sần, sạm, ngứa, rát, căng nhăn, tức là da bạn đã bắt đầu ngấm thuốc và chuẩn bị bước vào giai đoạn bong da rồi đó. Những vùng da mỏng như là quanh cánh mũi nè, khóe miệng, quần mắt, thái dương, nó sẽ thấm thuốc trước và bong trước. Những vùng như là trán, mũi cằm sẽ bong sau bởi vì da dày hơn nên lâu ngấm thuốc hơn những vùng da còn lại. Và quá trình sử dụng tái tạo da bên Thư là một cái quá trình đào thải những lớp tế bào già cỗi, xỉn màu, hư tổn nè, loại bỏ nhân mụn, làm mờ thâm do mụn để lại, thậm chí nó còn làm mờ nám và tàn nhang luôn nha. Ngoài ra thì còn tăng sinh collagen giúp da mình luôn trẻ hóa nè, có độ đàn hồi, đều màu, trắng mịn và nõn nà hơn. Và theo cái cơ chế thay da sinh học của cơ thể, tức là nếu như mà mình không áp dụng mỹ phẩm hay là các liệu pháp kích thích bong da, thì thông thường từ sau 28 đến 30 ngày hoặc là 60 ngày nha mọi người, tùy vào độ tuổi già hay trẻ, da chúng ta cũng sẽ tự đào thải một lớp tế bào chết một cách tự nhiên. Cho nên là cái việc loại bỏ lớp tẩy tế bào chết đúng cách cũng là một bước cực kỳ quan trọng để giúp da mình luôn được tươi trẻ, trắng sáng, hồng hào. Và nói thiệt nha, chỉ có bong da nó mới là cái cách có thể giúp thay đổi làn da một cách ngoạn mục nhất với chi phí thấp nhất. Và như bạn thấy trong clip đây á, thì đây chính là lúc da căng khô cực đại trước khi bong đó. Và bong da không hề gây mỏng da hay là bào mòn da như mọi người thường nghĩ đâu nha, bởi vì nó diễn ra hai quá trình song song mà, là đào thải lớp tế bào da cũ, đồng thời cũng sản sinh những tế bào da mới. Và khi da có những biểu hiện như là ngứa rát, đó chính là do da non nảy lên, thì các bạn không nên gãi, bởi vì khi gãi á, thì vô tình mình sẽ gây tổn thương nè, để lại sẹo hoặc thâm, và từ đó chúng ta sẽ mất thêm thời gian để điều trị. Tuy nhiên nếu như mà mình xông hơi hay là rửa bột á, để kỳ da chết như các clip trước đây Thư thường hay hướng dẫn mọi người, thì đây chính là điều hết sức cần thiết. Và nếu như bạn đang tái tạo da bên hãng khác mà không có xong mà bột, thì có thể theo link Shopee Thư để ở phần mô tả để mình mua và dùng thêm nha. Dùng với tất cả các hãng tái tạo da trên thị trường. Thêm nữa, mọi người lưu ý giúp Thư một xíu là để giảm thiểu tình trạng ngứa da, chúng ta có thể thường xuyên rửa mặt bằng nước đá lạnh nhiều lần trong ngày. Đồng thời nhớ điều chỉnh lượng thuốc giảm đi một ít so với thông thường nha. Ví dụ đang thoa 4 lần thì có thể giảm xuống còn 2 lần hay 1 lần hoặc thậm chí 2 ngày 1 lần cũng được. Chúng ta phải linh hoạt thay đổi liều lượng sử dụng tùy vào từng giai đoạn, làm sao để da êm dịu nhất. Hôm nay da Thư nó không có rát gì hết trơn, nó chỉ là căng thôi. Thoa thuốc, rửa mặt, mọi thứ bình thường hết chứ nó không có bị rát. Chứ hôm bữa là mình, mấy bữa đầu là nó sẽ rát nhiều, xót nhiều đúng không? Cái xong bữa thứ tư thứ năm là nó chỉ xót một tí sau khi mà mình rửa mặt hoặc là sau khi mình thoa thuốc thôi, mà rát khoảng chừng 50 phút gì là hết rồi. Nay là nó dày, vẫn dày cứng, vẫn bong từ từ, mà cái này vẫn thoa thuốc nha, thoa thuốc bình thường nha, giờ da chỉ hồng hồng thôi mà. Và nếu da bạn bong quá nhiều, da quá non rồi, thì việc bạn thoa quá nhiều thuốc sẽ khiến da bị mẩn đỏ li ti, phồng rộp hoặc nặng hơn là sưng và chảy nước vàng. Và khi da bị như vậy, bạn sẽ mất thêm thời gian để ngưng hoặc là xử lý da, cho nên á, bạn đừng quá quan trọng cái chuyện phải thoa thuốc liên tục. Mãi làm sao thoa cho đúng để da luôn êm dịu mà vẫn đạt cái hiệu quả cao với thời gian điều trị nhanh nhất, hiểu không? Có bạn hỏi Thư á, vì sao em bong rồi nhưng mà da vẫn còn đẩy mụn? Bởi vì hai cái quá trình này hoàn toàn không liên quan tới nhau. Có người bong trước đẩy mụn sau, có người đẩy mụn trước bong sau, và cũng có người vừa đẩy mụn vừa bong da.
và việc của mình á, là thoa sao cho đúng cách đi đã. Còn cái chuyện da sau này cỡ nào nó cũng sẽ bong đều và sạch mụn thôi à. Và khi thoa tái tạo da đó thì mụn bẩn được đẩy lên và gom còi rất là nhanh. Nhiều khi rửa với bột rửa mặt bên thư là nó đã rụng rồi. Còn bạn nào bị mụn bọc viêm á, thì mình hãy chờ mụn già nè, xông hơi cho mềm da ra dễ nặng, ít để lại thâm sẹo. Còn ai viêm sâu quá thì mình để ra spa nặng cho chuẩn nha, đừng bao giờ cạy mụn non hết á. Việc bong da nó sẽ lặp đi lặp lại trong suốt quá trình tái tạo, cho nên anh chị em cứ thoải mái mà để da nó bong. Bong được nhiều thì bong, bong càng nhiều càng tốt, mà bong càng lâu thì da nó càng đẹp. Đó mọi người coi nè, cái âm thanh bong da nó sướng không? Cạo cạo da nghe cà sột á. Bạn cứ để bong cho đến khi nào mà da hết sạch mụn thâm, nám tàn nhang nó mờ, lỗ chân lông xe khít, da đạt được cái độ trắng hồng tối đa như da em bé thì mình sẽ bắt đầu ngưng và chuyển qua dưỡng. Nếu như mọi người bong nhiều lần mà mụn hết á, nhưng da vẫn còn thâm thì tất nhiên là mọi người hãy kiên trì đi, cứ dùng thảo mộc tái tạo bên Thư cho đến khi nào da đẹp thì thôi. Đó, coi khách của Thư coi đẹp không? Còn đây á, là cái da của Thư nè. Không, và Thư đảm bảo một điều với mọi người rằng nếu kiên trì sử dụng thảo dược tái tạo bên Thư đúng cách, hay còn gọi là thuốc bắc tái tạo đó, đủ liệu trình, thì khi kết thúc quá trình tái tạo bạn sẽ sở hữu một cái làn da trắng hồng bệnh màng như em bé. Và da sẽ cải thiện ngoạn mục so với chất da ban đầu nha. Cho dù là bạn bị thâm nám hay mụn hay tàn nhang gì 10 năm, 20 năm, cỡ nào nó cũng phải đẹp. Chắc chắn phải đẹp hơn da cũ chứ, chứ sao bình thường được. Và đó là điều chắc chắn. Thư đã cũng từng mụn 6-7 năm mà à, nhưng mà da Thư bây giờ còn thấy đó thấy không? 33 tuổi rồi mà da căng mịn còn hơn cái lúc hồi trẻ nữa. Khách Thư cũng có nhiều chị mụn 10 năm, 20 năm, nay gần 70 tuổi vẫn tái tạo, vẫn da đẹp. À, và thường thì làn da sau tái tạo sẽ có khả năng hấp thụ dưỡng chất nhanh nhất, cao nhất, cho nên đây chính là thời điểm vàng để mọi người tập lại cách dưỡng cho nó chuẩn spa. Tức là sàn 10 là phải ăn được 10 á, chứ không phải kiểu bôi bôi trét trét như là các cái hướng mà những cái người bán mỹ phẩm thông thường người ta hay hướng dẫn đâu. Mà vì chứ vụ dưỡng á, thì mọi người yên tâm, bởi vì Thư chia sẻ rất nhiều bí quyết cho khách của Thư. Nên là có cần tái tạo da hay dưỡng mọi người cứ inbox Zalo cho Thư nha.